Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Thủy Sinh For You. Thì bây giờ là tầm 8 giờ 30 sáng, mình đang chuẩn bị mang hàng để giao cho khách hàng. Thì có một khách hàng bảo mình là muốn nhờ mình tiện thì mua phụ kiện bên mình, rồi nhờ mình có thể là setup lại cái bể thủy sinh cho anh ấy luôn. Đấy, thì mình cũng không biết là có thể là hỗ trợ anh ấy setup một cái bể thủy sinh như thế nào, bởi mình cũng chưa biết tình trạng bể ra sao. Thì khi mà nhận lời ấy thì tối hôm qua mình cũng mới chạy ra ngoài mua được một ít cây thủy sinh thôi. Thì anh ấy có mua một ít phụ kiện bên mình như là phân nền, rồi là chapio và vật liệu lọc kèm đèn thủy sinh cộng với lọc thủy sinh là những cái phụ kiện và những cái vật phẩm mà mình có kinh doanh và bán cho anh ấy. Thì cũng rất mong rằng là mình có thể là giúp anh ấy cải tạo được cái bể thủy sinh của mình đẹp hơn. Cuối cùng thì mình cũng tìm được phòng của anh ấy. Đây là tình trạng bể thủy sinh hiện tại. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là cây thủy sinh đã phát triển rêu hại rất là nhiều. Phần lớn là rêu tóc bám rất là chặt vào cây rồi. Thì mình nghĩ là chiếc bể thủy sinh này sẽ không tận dụng được những cây thủy sinh hiện tại nữa. Có một ít giấy thì cũng đã bị rữa lá rồi. Thì tí nữa mình sẽ xem qua xem có thể tận dụng được lại những cái cây giấy đấy không. Còn hiện tại thì mình chắc là sẽ phải bỏ hết những cây thủy sinh này đi và sẽ sử dụng những cây thủy sinh mới. Bể này có một ít giấy nhưng mà rữa hết lá rồi mọi người. Cũng không có gì, một ít cát và một ít rong rêu mình đã mất đi gần hết. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng dọn cái chỗ này để cho phân nền với cát mới rồi. Cây thủy sinh thì mình chọn những cây theo dạng cắt cắm do cái quỹ thời gian mình chuẩn bị cũng không có được nhiều. Ngay hôm trước và hôm sau mình đã phải đi mình hỗ trợ anh ấy rồi. Thì những cây cắt cắm là những cây khá là dễ mua ở những cái tiệm thủy sinh. Kèm với đó là cái sức sống của nó cũng khá là mạnh, phù hợp với những người chơi thủy sinh mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Đấy, thì mình đã chọn những cái cây thủy sinh này để có thể là hỗ trợ anh ấy setup được một cái bể thủy sinh nó phát triển trong một cái thời gian đầu nó sẽ tốt hơn. Thank you.
đang set up thì gặp một anh chị trong văn phòng đang chơi trò chơi vui phết. Ở đây là cái bể mình đang set, rất là đục lắm. Mình ngồi xem mọi người chơi chút nha. Trong quá trình lắp đặt và sử dụng thì mình cũng không quên nốt lại cho phía anh chị đấy cách làm sao để có thể chăm được bể vệ sinh tốt nhất, cách bao nhiêu ngày chúng ta sẽ thay nước một lần, cách châm vi sinh và cách bật đèn như thế nào cho nó tốt. Thì mong rằng những cái kiến thức mình chia sẻ với các anh em ở trên công ty thì có thể giúp được cái bể vệ sinh của anh ấy nó sẽ tồn tại được lâu hơn, phát triển tốt hơn. Và đây là thành quả sau 2 tiếng của mình. Thực sự thì đây là một bể thủy sinh cũng không quá đẹp, cũng không có gì độc đáo, nhưng lại khá phù hợp với những anh em mới chơi thủy sinh và chưa có nhiều kinh nghiệm. Với mức giá loanh quanh chỉ khoảng tầm 600.000 là mình đã tính cả bể rồi, thì mọi người sẽ tiếp cận được với niềm đam mê thủy sinh dễ dàng hơn. Mình sẽ đầu tư thêm một chút về đèn này và một chút cho bể lọc, bộ lọc. Thì loanh quanh đâu đó nó sẽ rơi vào tầm hơn 1 triệu, 1.2 triệu gì đó. Đây là một mức giá khá là dễ chịu để những anh em chưa có nhiều kinh nghiệm có thể theo đuổi được cái niềm đam mê, hay là bắt đầu tiếp cận được cái niềm đam mê thủy sinh để có thể dần dần nghiên cứu và có nhiều kinh nghiệm hơn. Mong rằng video này sẽ là một video trải nghiệm thú vị cho mọi người trong một dịp cuối tuần. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh của mình nha. Chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Và chúc những anh em cuối tuần này đi lựa đồ và set up bể thì có thể là tự set up cho mình được một cái bể vệ sinh thật là đẹp, thật là đúng ý mình. Xin chào và hẹn gặp lại.